trong các sự kiện nổi bật của bóng rổ Việt Nam trong năm 2019. Sự kiện Sài Gòn Heat giành được chiến thắng đầu tiên tại ABL Playoffs sau 7 lần tham dự giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á là điểm nhấn đáng chú ý để mở ra một năm thành công cho bóng rổ Việt Nam. Quay ngược thời gian trở về thời điểm ngày 3 tháng 4 năm 2019 để cùng nhìn lại khoảnh khắc lịch sử này của Sài Gòn Heat nói riêng và bóng rổ Việt Nam nói chung. Không còn đường lui sau khi để thua trên đất Indonesia, Sài Gòn Heat bắt buộc phải thắng trong trận chiến sống còn với BTN CLS 9 tại chảo lửa CIS. Hơn ai hết, huấn luyện viên Kai Julius và các cầu thủ Sài Gòn Heat là những người chịu áp lực lớn nhất trước khi trận đấu diễn ra bởi tính chất quan trọng của trận đấu. Các khán đài của CIS được phủ kín bởi sắc đỏ truyền thống, rất đông người hâm mộ đến sân để ủng hộ đội nhà và mong mỏi sẽ giành được chiến thắng lịch sử tại ABL Playoffs. Đội hình của Sài Gòn Heat khi đó có thể nói là đủ những tài năng và chiều sâu để có thể áp đặt lối chơi lên đối phương cùng những ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Kyle Julius. Kai Barron và D'Angelo Hamilton vẫn là hai mỏ neo phòng ngự chủ lực cho Sài Gòn Heat ở vòng trong. Tuy nhiên, Sài Gòn Heat vẫn chưa khắc phục được nhược điểm bị đối phương offensive rebound quá nhiều. Mặc dù đã khởi đầu rất tốt với những pha 3 điểm chính xác từ Corey Cilia, nhưng đội bóng ông 30 lại không thể nắm được lợi thế dẫn điểm quá lâu trước sự tấn công như vũ bão từ BTN CLS 9. Hiệp 2 là cuộc đua điểm số cực kỳ kịch tính giữa hai đội, khi không ai có thể vươn lên dẫn điểm quá xa. Ở bên kia chiến tuyến, người cũ từng thương Maxi Esho cho thấy được kỹ năng ghi điểm thượng thừa của mình cùng sự giúp sức của Darrell Watkins và Douglas Herring. Sự bùng nổ trong hiệp 3 cùng những tình huống xử lý kinh nghiệm của Charvan Hughes giúp đội bóng giữ vững thế dẫn điểm cho đến những giây cuối cùng của trận đấu. Khoảnh khắc hy hữu nhất lịch sử ABL đã diễn ra bằng màn bắn pháo giấy ăn mừng sớm khoảng 6 giây trước khi trận đấu kết thúc tại CIS. Hình ảnh người hâm mộ lao xuống sân hỗ trợ ban tổ chức dọn dẹp lại càng làm đẹp hơn chiến thắng 86-81 trước BTN CLS 9 để kéo series vào game 3. Dù sau đó, Sài Gòn Heat vẫn dừng chân sau trận thua game 3, nhưng chiến thắng đầu tiên tại ABL Playoffs trong lịch sử đội bóng là một cột mốc đáng nhớ để người hâm mộ có thể tự hào về những điều mà đoàn quân huấn luyện viên Kai Julius đã làm được.